Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi video nhé. Đây là chỗ mà mình nuôi mấy con cá lóc đây. Thì hôm trước mình có thả hai cái viên xỉ than này vào đây này. Đây là cái xỉ than mà mình nhặt ở lò gạch về ấy. Thì bây giờ nước đã trong vắt rồi. Trước đó khi mà mình chưa thả cái xỉ than vào ấy thì xung quanh cái viên cái hộp nhựa này này nó có rất là nhiều rêu. Đây này, rêu như phía trên này này. Nó còn nhiều hơn như thế này ấy, nhưng mà khi mà mình thả cái hai cái viên than này vào mình mới thả vào được có 2 ngày thôi. Thì những cái rêu xanh ở dưới này hầu như là không còn nữa này. Lúc trước thì ở phía dưới cái đáy hộp nhựa này này rất là nhiều rêu xanh luôn, kể cả cái bát cũng rất là nhiều rêu xanh. Phải nói là cả tuần mình mới sờ đến một lần ấy, nhưng mà từ cái hôm mà mình thả hai cái viên xỉ than này vào này thì nước nó trong đi trông thấy luôn này này, trong vắt luôn. Mỗi tội là ở dưới đáy nó có nhiều phân với lại nhiều những cái linh tinh thôi. Như là ngày trước ấy, thì những cái rêu này này nó không bong ra như thế này đâu, nhưng mà khi mà mình thả cái xỉ than này vào ấy thì hầu như là mình thấy không có rêu bám ở cạnh của cái hộp nhựa này nữa, mà những cái rêu này bị rời hết ra đây rồi. Và mình thấy rất là kỳ lạ như vậy. Đây này, ngày trước mình để nước ngập cái bát này này thì đến nỗi mà cái bát này nó cũng đầy rêu mà, nhưng mà bây giờ nhá, nước nó trong ấy thì cái bát dưới này nó rất là sạch, nó không có rêu. Thì ở đây mình chỉ muốn nói đến là khi mà mình thả cái viên xỉ than này vào đây ấy, thì mình thấy là nước nó trong như trông thấy thôi. Và bể đã sạch hết rêu rồi này. Ở đây là mình đang thả mấy con cá lóc đấy. Cái tụi này chúng nó nhảy ghê phết. Cái con dọn bể này mình thả vào đây nhưng mà không có cái tác dụng gì đâu, nó cứ trú trong này thôi, nó không lau dọn gì đâu. Do ăn hết phần của cá cờ nên mình thả xuống đây để dọn cái bể này nhưng mà không được cái việc gì cả. Cái giống cá lóc này này nhảy cũng cao phết đấy mọi người. Đây này, cái mực nước mình để rất thấp thôi. Hôm trước mực nước mình để đến 1 phần 2 cái hộp nhựa này mà chúng nó nhảy ra hết. Lúc trước có 9 con đấy nhưng mà hiện tại bây giờ còn 4 con thôi, tại vì là do chúng nó nhảy ấy. Bây giờ mình để nước rất thấp như thế này thôi. Chúng nó chạy trốn hết rồi mọi người ạ.